Chào mừng các em đến với buổi bài giảng số 8, Unit 8, New Ways to Learn. Buổi học của chúng ta hôm nay là buổi học số 3, Lesson 3, Communication and Culture. Buổi học của chúng ta ngày hôm nay gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là Communication, giao tiếp. Phần thứ hai là Culture, văn hóa. Và cuối cùng là Exercises, bài tập. Chúng ta sẽ vào với phần đầu tiên, Communication. Thì trong phần về giao tiếp này, chúng ta hãy cùng thảo luận một câu hỏi sau. Electronic devices in class, thiết bị điện tử trong lớp. To use or not to use, dùng hay là không dùng. Thì như các em đều biết là chúng ta bây giờ là chúng ta có rất là nhiều các cái thiết bị điện tử trong lớp. Ví dụ như là laptop, máy tính, đúng không? Cô mang laptop đến xong rồi cô trình chiếu các cái slide cho các em học. Hoặc là chúng ta dùng loa, speaker, hoặc là chúng ta dùng projector, máy chiếu, đúng không? Rất là nhiều. Hoặc ngay đơn giản là các bạn mỗi người có một cái smartphone, điện thoại thông minh để dùng. Vậy bây giờ các bạn sẽ work in pairs to give me 5 reasons. Các bạn sẽ làm việc theo cặp hoặc là theo nhóm. Tùy các bạn nhé, các bạn có thể nhắn tin cho nhau hoặc là các bạn bật mic lên và giao tiếp. Và đưa ra cho cô 5 lý do. Tại sao này, why smartphone should or shouldn't be used in class? Tại sao điện thoại thông minh lại nên nhé, hoặc không nên dùng ở trong lớp? Các bạn đưa ra cho cô 5 lý do. Ví dụ các bạn đều biết là điện thoại thông minh thì có rất là nhiều benefits, có rất là nhiều lợi ích. Nhưng bên cạnh đó nó cũng có rất là nhiều disadvantages là tác hại. Về lợi ích thì ví dụ các bạn có thể tìm thấy những cái lợi ích của smartphone như là tra cứu, có thể tra cứu ở trên internet này với kết nối, đúng không? Kết nối wifi hoặc là các bạn kết nối mạng 4G chẳng hạn hoặc 3G. Thì các bạn có thể tìm được một cái câu trả lời cho cái câu hỏi các bạn rất nhanh chóng. Hoặc các bạn có thể tìm những câu trả lời cho những câu hỏi khó mà giáo viên chưa giải đáp hoặc là qua thảo luận nhóm chưa có. Các bạn cũng có thể tra cứu từ điển, đúng không? Nhất là môn tiếng Anh. Các bạn dùng từ điển, các bạn tra cứu, rất là tiện. Hay là các bạn xem video hoặc là bài giảng trực tuyến, đúng không? Còn về mặt tác hại thì điện thoại nó có những cái gì ạ? Các bạn xem nhiều thì nó hại mắt này. Các bạn mất tập trung trong lớp này. Hoặc các bạn dùng nó để cheating, hay để gọi là để gian lận trong bài kiểm tra. Thì đó là những lợi và những hại. Ok? Thế bây giờ các bạn sẽ có 3 minutes, 3 phút để chuẩn bị. Các bạn có thể chat với nhau nhé. Hoặc các bạn có thể bật mic lên và hỏi nhau. Sau 3 phút, after 3 minutes, cô sẽ gọi một vài cặp để nói cho cô nghe về should or shouldn't của cái việc sử dụng smartphone in class. Ok, time's up. Hết giờ rồi nhá. Bây giờ mình sẽ thảo luận về cái câu hỏi này này. Ok. Xem nào. Mời bạn. Mời bạn Nguyễn Đức Thịnh đi. Nguyễn Đức Thịnh có đây không em? Thịnh nào. Ừ, bật mic lên em. Cô không bật được mic của các em hay sao ấy? Cười. Dạ. Ừ. Đức Thịnh này. Rồi, vậy bây giờ Đức Thịnh hãy nói cho cô biết tại sao chúng ta nên sử dụng smartphone in class. Đưa ra cho cô một vài lý do mà chúng ta nên sử dụng smartphone trong lớp. Dùng smartphone thì có thể tra câu hỏi nhanh hơn. Ừ. Em nói tiếng Anh cho nó thử, mình thử nói tiếng Anh cái lý do đấy xem nào. Student can get answers quickly. Student can get answers quickly, more quickly, đúng không? Quickly. Ok, gì nữa?
can access to educational app. Can get access to educational apps. Truy cập vào những cái ứng dụng về học tập hả? Về giáo dục hả? Vâng. Gì nữa nhỉ? Còn gì mà lý do mà mình nên sử dụng điện thoại nữa không? Rồi, vậy hết. Em có thể đưa ra lý do nào mà mình không nên sử dụng điện thoại không? Không nên à? Nói ra hại cho mà. Smartphone can be distracted. Distracted là gì nhỉ? Ý em là gì? Mất tập trung, gây mất tập trung. Distraction nhé. Distraction tức là gây ra cái sự mất tập trung. Ok. Rồi, bởi vì các em cứ gọi là nó có các cái notification đúng không? Ở trên Facebook này, của Facebook này hoặc là của Instagram hay là của email. Và mỗi lần một cái notification này nó appear thì các em lại phải chú ý đến nó. Thế là bài giảng thì các em không nghe. Đúng không? Ví dụ thế. Chứ cô không nói là tất cả nhé. Rồi. Cảm ơn chị. Vậy thì đó là hai cái should của bạn và một cái shouldn't cause distraction đúng không? Rồi, bạn khác. Mời bạn anh Quân xem nào. Anh Quân bật mic lên nhé. Cô không bật được mic của các em. Anh Quân vào đây không? Ô cô à. Chút bởi vì mình có thể call parents. Call parents. Gọi bố mẹ khi cần thiết. Gọi bố mẹ để làm gì em nhỉ? Vậy thì nó liên quan gì đến học tập em nhỉ? Học tập thì có thể tra cứu ạ. Ừ, tra cứu đúng không? Thế cô vẫn chưa hiểu là tại sao lại phải call parents. Dùng điện thoại trong lớp để bao giờ bố mẹ cần thiết bố mẹ gọi cô. Ok. Ừ. Gì nữa nhỉ em nhỉ? Nó có gì mà nên dùng điện thoại trong lớp nữa không? Thế em đưa ra cho cô shouldn't đi. Mình đưa ra tác hại xem nào. Không nên bởi vì gây mất tập trung ạ. Vẫn là gây mất tập trung, gì nữa? Có một số bài kiểm tra trên lớp thì gian lận ạ. Cheating in exam đúng không? Rồi, gì nữa không? Cứ nhớ về cái lý do mà thầy hiệu trưởng hoặc là thầy Nam đúng không? Không cho các em sử dụng điện thoại trong lớp. Vì sao? Rồi, cảm ơn bạn Quân. Cảm ơn em tự tắt đi nhá. Vậy chúng ta có lý do không nên sử dụng điện thoại là mất tập trung hoặc là gian lận, cheating in exams, đúng không? Mất tập trung thì bởi vì nó prevent students from paying attention to the lecture. Ngăn cản học sinh không chú ý vào cái bài giảng. Thì nó gây mất tập trung. Hoặc có thể như các bạn mải chơi game quá. Hoặc các bạn gọi là bị điểm kém chẳng hạn. Đó. Thì đó là những cái shouldn't. Rồi, vậy mình xem một số các cái ví dụ nhé. Ví dụ cô đưa ra. Should này, nên này, vì sao? Student can get answers quickly. Học sinh có thể có được những cái câu trả lời rất là nhanh. Bởi vì sao ạ? Smartphone provide the ability to get answers really fast. Điện thoại thông minh thì cung cấp một cái khả năng, có một cái khả năng để đưa ra một những cái câu trả lời rất là nhanh. Bằng cách là gì ạ? Searching for the information on the internet. Là tìm kiếm các cái thông tin ở trên internet, trên mạng. Lý do thứ hai mà cô đưa ra gợi ý cho các em đó chính là audio and video thì bring learning to life. Tức là gì ạ? Mình sử dụng những cái
những cái file âm thanh hoặc là video, những cái đoạn phim thì có thể làm sống động cái bài học của mình lên. Ví dụ ở trên lớp cô hay bật video đúng không? Hoặc là cô cho các em nghe những đoạn băng. Đó. Thì là nó sẽ thú vị hơn là mình chỉ đọc sách rồi mình tưởng tượng ra những cái hình ảnh, những cái âm thanh đấy là cái gì. Rất là chán. Tiếp là chúng mình có thể làm gì đã? Sử dụng smartphone bởi vì nó allow for social learning. Cái này thì không... cái social learning thì các bạn đều biết rồi đúng không ạ? Các bạn có thể ngay cả khi các bạn ở nhà, at home, hoặc là ngay trong cái thời điểm này, các bạn đang social quarantine đúng không? Các bạn đang giãn cách xã hội, cách ly xã hội. Thì các bạn cũng có thể liên lạc với nhau rồi sử dụng các cái ứng dụng phần mềm, ví dụ như là Microsoft Word Online để các bạn làm việc nhóm, hoặc các bạn share information, hoặc các bạn có thể làm việc cùng trên một cái project nào đó. Thì đó là social learning. Student này, ví dụ nói lại cái social learning này một chút nhé. Như lần trước thì có phải là cứ mỗi một unit là cô sẽ cho các em chuẩn bị cho một bài thuyết trình đúng không? Và các bạn phải chia nhau ra để làm presentation. Bạn thì tìm thông tin này, bạn thì làm slide này, rồi bạn thì thuyết trình. Thì các em phải liên lạc ở nhà đúng không? Thì các em sẽ sử dụng smartphone hoặc là laptop để social learning. A student thì chúng ta có rất là nhiều. A student thì sao? Đầu tiên là smartphone cause distraction như bạn Thịnh và bạn Quân đã nói. Bởi vì các bạn cứ chú ý đến những cái notification from smartphone mà các bạn mất tập trung, không chú ý được bài giảng. Các bạn có thể miss một số các cái thông tin quan trọng mà thầy cô nhấn mạnh hoặc đưa ra. Thứ hai là students use their phones to cheat in exam, như ý của bạn Quân nói. Là một số các cái bài kiểm tra thì các bạn dùng điện thoại để tra cứu câu hỏi. Vậy rất là ảnh hưởng đến kết quả học tập của các bạn. Thứ ba là điểm số có thể bị ảnh hưởng. Grades get affected. Vì sao ạ? Các bạn chơi game nhiều. Nếu chơi game nhiều quá mức hoặc là không chú ý vào bài giảng như cái ý số 1 đúng không? Thì các bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi điểm số. Nếu các bạn không nghe giảng thì mình không hiểu được bài. Được chưa? Thế đó là một số các cái lý do. Các bạn có thể chụp lại nhé. Lát nữa chúng ta cần đến những cái lý do này đấy. Ok. Vậy chúng ta sang đến hoạt động tiếp theo. Discussion. Ok. Now you will prepare the ideas in 3 minutes. Các bạn sẽ chuẩn bị ý kiến của mình trong 3 phút. Then tell the class your opinion about whether or not we should use smartphone in class. Và các bạn sẽ đưa ra ý kiến của mình nhé. Về việc là đồng ý hay không đồng ý sử dụng điện thoại thông minh trên lớp. Lúc nãy chúng ta đã chuẩn bị một số các cái should và shouldn't. Bây giờ các bạn hãy sử dụng các lý do đấy và chọn phe. Xem là mình sẽ ủng hộ hay là không ủng hộ việc sử dụng điện thoại thông minh trên lớp. Chưa? Ok. Rồi các bạn sẽ chuẩn bị trong 3 phút. Và sau đó cô sẽ gọi một số bạn lên để phát biểu. Yeah. Ví dụ này. Student A này hỏi: What do you think could be the disadvantage of electronic devices? Bạn nghĩ cái gì sẽ là tác hại của các cái thiết bị điện tử? Chưa? Student B có thể trả lời: Some people think that electronics are bad for your eyes. Một số người thì nghĩ rằng các thiết bị điện tử thì gây ra cái tác dụng xấu, gọi là gây ra tác hại cho mắt. The radiation from them could harm your body. Chợ, vậy nó có hại cho sức khỏe. Student A, oh really? I can't believe that. I think they are harmless to user. Ok, thì các bạn có thể đưa ra những cái ý kiến của mình. Đúng nào. Rồi, xem lại cái slide về should or shouldn't nhé. Bây giờ các bạn có 3 phút để chuẩn bị. Những
cái cô share ở trên màn những cái cô share ở trên màn hình này thì đều là gợi ý của cô thôi nhé. Các bạn có thể đưa thêm những cái ý kiến của mình, những cái mà các bạn nghĩ là nó đúng hoặc là nó sai, đúng không? Sai thì là cho vào shooting, đúng thì là cho vào shoot. Các bạn có thể tra cứu ở trên mạng xem là người ta có thêm những cái lý do nào mà mình có thể sử dụng ở trong bài discussion của mình. Yeah, feel free. Các bạn cứ tự do tra cứu. Bây giờ gọi bạn nào mà cô ít gọi cơ. Xem nào. Bạn Trịnh Thanh Mai. Trịnh Thanh Mai có đây không? Dạ. Ừ. Rồi vậy. Nào. Em đưa ra ý kiến của mình xem là nên hay là không nên sử dụng điện thoại thông minh trong lớp. What do you think? What is your opinion? I think it's good to use smartphone in class. Mm. Can you give me some reasons? Em đưa ra một vài lý do được không? Reasons. Hôm nay chúng ta có đưa ra một số các cái shoot và shooting đấy. Ừ. Em dựa vào đấy để trả lời nhé. Tại sao nhỉ? Smartphone provide the ability to get answer really fast. Mm. What else? We can search the answer for the information on the internet. Mm. Okay. And smartphone can allow students to work in group on projects. Mm. We can share information together. À, ok. Vậy thì em nghĩ là mình sẽ we should use smartphone in class, đúng không? Đã nên vâng. Điện thoại thông minh trong lớp à? Ok, cảm ơn em. Bạn khác? Mời bạn Vũ Minh Thảo. Minh Thảo tự bật mic lên em nhé. Vâng, đúng ạ. Ừ. So what is your opinion? Em nghĩ hay là không nên à? I think use smartphone in class is necessary. Ừ, is necessary. Ờ, vậy vì sao nhỉ? Why? Is it helps student communicate with each other or relax by listening to music and playing game? Oh, okay. When they are bored and tired of studying. Mm, good. After lesson. Sau khi tham khảo của. Ok. Vậy thì smartphone sẽ giúp cho học sinh có thể relax, đúng không? By listening to music hoặc là playing games sau các cái buổi học, đúng không? Sau các cái stressful lesson, mình có thể thêm cái tính từ vào, ví dụ như buổi học căng thẳng này, stressful lesson này. Đó. Cảm ơn Minh Thảo. Good. Mời bạn khác, mời bạn Nguyễn Tùng Dương. Chưa thấy ai bảo là shooting nhỉ? Nguyễn Tùng Dương, nào, bật mic lên nói đi em. Shooting cô ạ. Đây, bạn này shooting này. Why? Tại sao? Because smartphone can cause
distraction. Oh, good. Distraction nữa. We can use smartphone for gian lận là gì cô? Cheating in exams. Cheating in exam. Use smartphone to cheat in exams. Gian lận đúng không? Trong bài kiểm tra. Gì nữa? Smartphone can makes people sử dụng nhiều điện thoại thì nó có ảnh hưởng sức khỏe không em? Có. Ờ, ảnh hưởng cái gì đầu tiên? Brain. Brain à? Ok. Ảnh hưởng đến brain. Rồi. Ok, cảm ơn Dương. Ờ, giờ con biết sử dụng nhiều smartphone ảnh hưởng đến não nữa, sợ quá. Ok, bạn bạn thứ tư nào. Mời bạn Bùi Thanh Thu. Bật mic lên nói nha em nhé. Shoot ạ. Shoot, rồi vậy em chọn shoot. Ok, tell me some reasons. Đưa ra cho cô một lý do khác đi một chút nhé. Xem là có lý do gì khác không. Looking for information. Looking for information. Gì nữa? Có một cái shoot nào đấy mà nó khác hẳn đi so với các bạn không? Còn không? Còn ý kiến nào không? Sử dụng điện thoại thì theo em là nó giúp em được những cái gì? Bây giờ coi như... Can you later? Ừ, xin phép cô giáo sử dụng điện thoại trong lớp đi. Thì bây giờ em lên nêu ra những cái lý do gì? Hết chưa nhỉ? Mình nói hết chưa? Hết rồi. Ừ, hết rồi. Ok, cảm ơn Thu. Ok, vậy thì mình có rất là nhiều lý do có thể đưa ra để bảo vệ cho cái ý kiến của mình đúng không? Các em có thể sử dụng, khi mà mình discuss này, mình có thể sử dụng các cái từ như là in my opinion, hoặc là I think, đúng không ạ? Hoặc là in fact, nếu như mình không muốn ở dạng như là đưa những cái quan điểm cá nhân vào nhiều quá, thì mình có thể chứng minh bằng một số các cái statistic, dữ liệu đúng không, số liệu. Hoặc là in fact, as a matter of fact, các em bạn có thể sử dụng như thế. Lần trước cô có đưa cho các bạn một số các cái từ nối đúng không? Ở trên cái đường link về linking words, các bạn có thể tra cứu ở trong đấy nhá. Mình sẽ có những cái từ nối để mình gọi là liên kết câu rất là hay, hoặc là từ để dùng để bắt đầu những cái cuộc thảo luận. Ok. Rồi vậy đây, chúng ta kết thúc cái phần 1. Communication, giao tiếp. Chúng ta sang phần 2 là phần văn hóa. Vậy phần văn hóa có cái gì ạ? Các bạn sẽ read the text, là đọc cái văn bản sau đây. Đó. Về US children learning with electronic devices. Học sinh ở đâu ạ? US, ở Mỹ đúng không? United States. Học với lại các cái thiết bị điện tử. Các bạn sẽ đọc đoạn văn này nhé. Nếu bạn nào mà không nhìn rõ màn hình thì các em sẽ dở sách giáo khoa tiếng Anh tập 2 trang 33 và đọc cho cô đoạn văn ở bên cột bên tay phải. US children learning with electronic devices. Mở sách ra nhé các em nhé. Rồi, bây giờ cô sẽ mời một số bạn đọc cho cô cái đoạn văn này. Đầu tiên là mời bạn Bùi Ngọc Mai. Đọc cho cô câu đầu tiên. Ngọc Mai nào. Em có like children elsewhere. Children in the United States have greatly benefit from modern technology. Children in United nhé. United States benefited. Này. Rồi em dịch câu này cho cô xem nào. Em có
như những đứa trẻ ở bất cứ đâu, ừ, thì trẻ em ở Mỹ đúng rồi, có những cái lợi ích rất tuyệt vời từ việc những cái thiết bị gì hiện đại ạ. Technology là gì? Những lợi ích tuyệt vời. Thiết bị điện tử hiện đại. Không, đồ công nghệ hiện đại. Công nghệ đúng rồi. Công nghệ modern hiện đại. Từ công nghệ hiện đại. Đúng không nào? Chúng đã nhận được rất là nhiều lợi ích từ cái công nghệ hiện đại. Ok, câu tiếp theo. Em đọc đi. Em đọc luôn ạ. Đúng rồi. School students in Old Crest know how to use electronic devices to look up and store information, to assignments and projects, to calculations and play games. Đúng rồi, em dịch câu này xem nào. Học sinh trên trường ở tất cả các khối lớp đã biết cách để sử dụng các thiết bị điện tử để tìm kiếm và lưu trữ các thông tin, đúng rồi, để làm bài tập và các dự án, và tính toán và chơi game. Đúng rồi. Gọi là các học sinh ở tất cả các cấp, đúng không? Các khối lớp đều biết cách sử dụng các thiết bị điện tử để tra cứu và lưu trữ thông tin. Do assignment. Assignment là bài tập, đúng không em? Do assignment là bài tập này. And projects. Làm dự án. Do calculation. Các em đều biết calculation nó là máy tính hoặc là tính toán. Các cái phép tính. Do calculation là tính toán. Và chơi game. Rồi, cảm ơn Mai. Bạn tiếp theo, đọc và dịch cho cô đoạn thứ 2. Mời bạn Hoàng Việt Anh. Việt Anh tự bật mic lên nhé em nhé. Ok cô. Ừ. Đọc cho cô đoạn thứ 2. Đọc. According to a new survey, about 2 out of 5 children in the year day have into a tablet hả cô? Tablet. Tablet. Ừ, chọn con đầu tiên. A smartphone or a similar mobile device before they could speak in full sentence. Ừ, em dịch câu này xem nào. Em như cô là theo sự thống kê ạ. According là theo đúng không? New survey. Ừ. Khảo sát mới. Theo một cái bài khảo sát mới. Bài khảo sát mới. Thì khoảng 2 trong số 5 đứa trẻ ở Mỹ. Đúng rồi. Thường biết dùng sử điện dụng thoại. Biết sử dụng biết cái gì? Điện thoại. Không phải điện thoại, tablet không phải điện thoại. Quên rồi. Chả biết là nó to hơn điện thoại, là nhỏ hơn laptop, là cái gì? Nó có máy chức năng, ừ đúng rồi, có chức năng của một laptop nhưng cũng có thể có chức năng của điện thoại. Làm... Vâng. Chà. Khoảng 2 trong số 5 đứa trẻ ở Mỹ có thể dùng máy tính bảng, điện thoại thông hoặc minh. Một thiết bị mobile là gì? Mobile phone. Di động ạ? Thiết bị di động tương tự. Đúng không? Tương tự. Làm sao thì, tiếp? Các khi chúng có thể nói một câu đầy đủ ạ? Đúng rồi, chính xác. Vậy thì chúng ta dựa vào cái khảo sát mới đây. Thì 2 trong số 5 trẻ em ở Mỹ thì biết sử dụng tablet, máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc thiết bị di động khác, thiết bị di động tương tự trước khi chúng có thể nói được thành câu. Đó. Vậy thì là cái lứa tuổi mà 2 đến 3 tuổi đúng không các em? Trước khi chúng có thể nói được thành câu thì chúng nó đã biết sử dụng những cái thiết bị điện tử rồi. Vậy rất là... Cảm ơn bạn Việt Anh. Bạn khác, mời bạn Nguyễn Duy Phúc đọc cho cô đoạn văn thứ 3. For very young children. Dạ. Đọc cho cô đoạn văn thứ 3 nào em.
For very young children, the device may help. Cái tờ này nó là gì nhỉ? Promote listening and speaking ability. The device may also help improve other children's critical thinking, reading, writing, and math skill. Đúng rồi. Để em dịch cho cô đoạn này xem nhỉ? Dành cho những đứa trẻ. Đối với trẻ các nhỏ. Các thiết bị có thể giúp chúng. Đối với trẻ nhỏ, các thiết bị có thể giúp cải thiện kỹ năng nghe và nói. Thiết bị cũng giúp những trẻ lớn hơn. Cải thiện gì nào? Cải thiện suy nghĩ, đọc, viết và kỹ năng khả năng toán học. Critical thinking không phải là suy nghĩ em ạ. Critical thinking là gì nhỉ? Rồi, for very young children. Đối với trẻ nhỏ thì các cái thiết bị, đúng không? Ở đây các cái thiết bị là thiết bị điện tử. The devices. Nhắc lại các cái devices bên trên, đúng không? Các cái thiết bị điện tử thì giúp thúc đẩy khả năng nghe và khả năng nói. Đúng nào? Vậy còn những cái thiết bị, vẫn là những cái thiết bị ấy, ở những cái trẻ lớn thì nó có thể giúp chúng cải thiện, help improve mà, giúp cải thiện gì đấy ạ? Critical thinking. Thinking em đúng là suy nghĩ đúng không? Critical. Critical thinking là tư duy phản biện em nhé. Giúp cải thiện các cái tư duy phản biện của những cái trẻ lớn này. Reading, đọc này. Writing, viết và math skill, kỹ năng toán học. Đó. Critical thinking, tư duy phản biện. Ghi từ này vào. Bây giờ ở thực ra là các em nên học critical thinking từ còn bé. Chứ bây giờ cô thấy thì hầu hết ở các cái trường ấy thì chỉ có các trường đại học là dạy cái critical thinking thôi. Mà các bạn chả học nghiêm túc mấy. Thực ra cái môn này rất là hay này, critical thinking. Cái môn này nó sẽ giúp ích cho cái cuộc sống sau này của các bạn. Trong công việc, rồi thì trong đời sống bình thường, critical thinking rất là hữu ích. Rồi, cảm ơn bạn Phúc. Mời bạn tiếp theo dịch đọc và dịch cho cô đoạn cuối cùng. Bạn Phạm Trường An. Bạn However nè. Ngan có đây không em? Đây cô ạ. Đọc cho cô và dịch nào. However. Tuy nhiên. Đọc đã. However, children still of electronic device has two sides. This device can be with learning tools. Great. But the wrong use may also cause very bad effects. Dịch xem nào. However. However là gì? Tuy nhiên, sử dụng điện tử, thiết bị điện tử của trẻ em có hai mặt. Đúng rồi. Nó có thể trở thành một công cụ học tập rất tốt. Nhưng nếu sử dụng sai thì nó sẽ có ảnh hưởng xấu. Đúng rồi, chính xác. Nó có thể trở thành một những cái công cụ học tập rất là tuyệt vời. Nhưng nếu mình sử dụng sai cách thì sẽ gây nên những cái tác hại rất là xấu. Ok. Vậy đây là cái đoạn văn này thì nó nói về các cái lợi ích, đúng không ạ? Của việc sử dụng thiết bị điện tử đối với trẻ em ở Mỹ. Nhưng mà nó cũng đưa ra một cái câu mở, đúng không? Câu kết mở là việc gì nó cũng có hai mặt. Có lợi ích, có benefits thì tương tự nó cũng sẽ có drawbacks, có tác hại. Ok. Vậy các bạn mở sẵn cái sách giáo khoa trang 33 ra cho cô. Bây giờ là chúng ta sẽ đi trả lời câu hỏi này dựa vào cái đoạn văn vừa nãy
based on the text. Okay? Answer the questions based on the text. Rồi, bây giờ cô sẽ gọi một số bạn và các bạn sẽ chọn cho cô các số từ 1 cho đến 5 để trả lời câu hỏi nhé. Bạn nào mà cô ít gọi nhỉ? Nãy cô gọi bạn nào rồi ta? Sơn Thái đi. Sơn Thái. Em đây à? Ừ, em chọn một số đi. 1, 2, 3, 4, 5. Mấy nào? Em là số 1 ạ. Số 1. Vậy câu hỏi số 1. What do school children in the United States use electronic devices for? Trẻ em ở Mỹ thì sử dụng thiết bị điện tử vào việc gì? For learning à? Dựa vào cái text mà chúng ta vừa đọc nhá. Em mở sách trang 33 ra. Đấy, giờ mới là sạc rửa sách. Dạ. Giờ mới rửa sách hả? Đâu? Em để bên cạnh bàn em. Đâu, rửa sách trong 33. Nhìn vào. Rồi ạ. To look up and store information. Do assignments and projects. Do calculation and play game. Rồi, look up là gì em nhỉ? Tìm kiếm hả? Tìm kiếm, tra cứu, đúng không nào? Store information. Lưu trữ thông tin. Đúng rồi, do assignments. Viết kiểu viết bài à? Làm bài tập. And projects. Check là gì nhỉ? Em quên. Dự án nhá. Ô, nhưng mà sao học sinh lại học dự án hả cô? Hả? Sao học sinh lại có dự án hả cô? Các cái dự án ví dụ như là một cái presentation các em cũng là một dự án. Cô sẽ hay giao các em làm các cái chuẩn bị thuyết trình ở nhà đúng không? Thì đó cũng là project. Ok. Hoặc các em đi làm một cái survey. Các em phải đi hỏi tất cả các bạn khối 10 xem là có bao nhiêu phần trăm các bạn ăn rau đầy đủ đúng không? Thì đó cũng là một project. Chứ không hẳn là những cái gì to tát là project. Rồi, vậy do calculation là gì nhỉ? Tính toán và chơi game. Tính toán và chơi game. Ok, cảm ơn Thái. Ôi, bạn trả lời đúng rồi nhá. Children in the United States use electronic devices to look up and store information, do assignment and projects, do calculations and play games. Rồi, vậy đấy là câu hỏi thứ nhất. Bạn khác, mời bạn Vũ Văn Quyến chọn cho cô một số trừ số 1. Em chọn số 4 ạ. Số 4, ok. Vậy câu hỏi số 4 của em đó chính là how may the devices help older children? Những cái thiết bị đó giúp trẻ lớn thế nào? Em có câu là it help children open their mind, help they with happy math. Cái gì open the mind đấy, nghe vậy. Em nhớ lúc ấy cô nói thế. Dựa vào text nha em nhá. Tôi có thể cả tư chẳng biện cái gì, lúc ấy cô bảo cái biện gì ấy ạ. Không có bảo gì đâu nhỉ. Yeah. Nào, em tìm thông tin ở trong bài đọc. Tìm in the text. Xem có chỗ nào mà người ta nói đến việc devices help older children. Nhớ là older nhé. Vậy thông tin đấy ở đâu? Chúng ta tìm từ khóa là older children và devices. Gửi sách trang 3.
Tìm thấy chưa em? Chưa. Em đã dở được sách trong 33 chưa? Đã rồi ạ. Ừ. Vậy mình tìm cái từ older children xem nó ở đâu nào. Em nhìn nhanh trong bài xem cái older children nó ở đâu. Ở đâu nhỉ? Quyến tìm thấy chưa? Em chưa. Em nhìn đoạn văn số 3. Tìm thấy đoạn văn số 3 cho em. Nhìn đoạn văn số 3 chưa? Rồi, câu thứ 2 của đoạn văn số 3. Đó, thấy older children chưa? Em đọc cho cô câu 2 lên xem nào. Cô em không thấy cô ạ. Em mở sách trang 33 cho em. Em mở sách trang 33 rồi ạ. Ừ, thấy đoạn văn chưa? Em vẫn chưa. Ờ, em nhìn vào cái cột control nhá. Cái đoạn văn US children learning with electronic devices. Nhìn thấy cho em. Sách giáo khoa. À em lấy sách tập rồi. Ừ. Rồi nhìn vào đoạn văn số 3. For very young children ấy. Tìm được chưa em? Đọc cho cô cái câu văn số 2 của đoạn văn số 3. For very young children, the device may help promote listening and speaking ability. The device also help improve older children's critical thinking, reading, writing and math skill. Rồi, vậy thì các cái thiết bị nó giúp trẻ lớn như thế nào? Nào em coi là nó giúp trẻ lớn là it help children critical thinking. Critical thinking là gì nhỉ? Nãy cô nói critical thinking là gì? Đúng rồi, reading. Đọc. Kỹ năng đọc, cải thiện kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng đọc, kỹ năng writing là gì? Writing là viết. Math skill. Kỹ năng toán học ạ. Đúng rồi. Vậy đấy là câu trả lời của mình. Đúng không? Cảm ơn Quyến. They may help improve their critical thinking, reading, writing and math skill. Ok. Rồi bạn khác, chọn cho cô một số trừ số 1 và số 4. Mời bạn Ngọc Bình nào. Em chọn số 3. Em chọn số 3. Câu hỏi số 3 của bạn Bình này. How may the devices help very young children? Những cái thiết bị thì giúp trẻ nhỏ như thế nào? Em câu là the devices may help promote listening and speaking ability. Ừ, vậy thì nó giúp cái gì nhỉ? Việt. Em cái cô nó sẽ tăng cường khả năng nghe và nói. Đúng rồi, chính xác, nó sẽ giúp promote listening and speaking ability. Ok, đúng rồi, cảm ơn bạn Bình. Rồi bạn khác, vậy chúng ta đã có câu 1, 3, 4 trả lời rồi này. Mời bạn Nam Hải. Nam Hải đâu nhỉ? Nam Hải có đây không em?
và một bạn khác mời bạn Đức Thành. Đức Thành đâu? Dạ. Ừ. Dạ, đây ạ. Em chọn số này mà số mấy? Em chọn số 4 ạ. À, 1, 3, 4 các bạn trả lời rồi. Còn 2 và 5 thì em chọn số mấy? 2 ạ. À, số 2. Vậy câu hỏi số 2 của em. How many US children may have used mobile devices before they could speak in full sentences? Có bao nhiêu trẻ sử dụng thiết bị điện tử trước khi biết nói thành câu? That about 2 out of 5 children in the USA use a mobile device because they could speak in full sentence. Chính xác. Vậy chúng ta có câu trả lời là about 2 out of 5 children. Rồi, cảm ơn bạn. Vậy còn một câu hỏi số 5. Mời bạn Nguyễn Gia Luận. Bạn Luận có đây không? Dạ. Ừ, em trả lời cho cô câu hỏi số 5 nè. Đây là câu số 5 của em. What are the two sizes of the children's use of electronic devices? Two size là gì ạ? Hai mặt của việc sử dụng thiết bị điện tử là gì? À, vậy bây giờ mình đi tìm từ khóa là two size. Ở trong bài text, chỗ nào xuất hiện cái từ two size thì mình tìm. Ở sách 133. Đây đang tìm ạ. Ừ. Hai mặt của việc trẻ nhỏ sử dụng thiết bị điện tử là gì? Dòng cuối ạ. Em đọc lên. However, children's use of electronic device has two sides. The device be great learning tool, but wrong use may also cause very bad effect. Effects. Ờ, vậy hai mặt của nó là gì? Tiếng Việt. Là có thể là công cụ học tập tốt nhưng mà cũng có thể gây ảnh hưởng xấu ạ. Đúng rồi, chính xác, cảm ơn em. Vậy thì hai mặt của nó là có thể làm một công cụ học tập tuyệt vời nhưng cũng có thể gây ra ảnh hưởng xấu nếu như sử dụng sai. Ok. Rồi, vậy đó là 5 câu hỏi của chúng ta. Về bài tập về nhà, chúng ta kết thúc buổi học của chúng ta ở đây ngày hôm nay. Bài tập về nhà của các em là các em sẽ làm bài tập trong link nhé, Google Form. Cô sẽ gửi link cho các bạn ở ngay trên nhóm và cô cũng sẽ gửi link ở trên cái phần assignment của Microsoft Teams. Thì các bạn có thể check bằng hai cách đấy để làm bài tập về nhà. Ok, cảm ơn các bạn và hẹn gặp các bạn vào tuần sau.